Dạ em Phúc xin chào cả nhà, đang quay trở lại với kênh YouTube Phúc Lộc Nhật Bản. Số điện thoại Zalo của em là 0397697664 nhá. Đấy, cô chú anh chị đang xem trên live thì cho em Phúc xin một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh ạ. Và video ngày hôm nay thì em Phúc sẽ đem cho cô chú hai chiếc bếp. Một chiếc là dòng Osakaga Mat X đa chức năng và một chiếc là Rinnai S630 full chức năng nha cả nhà. À, chiếc đầu tiên em đi là một chiếc mắt ếch này. Đấy, mắt ếch họng đúc nha cả nhà. Osakaga. Đấy. Đấy, bề mặt kính nha. Bề mặt kính này. Màu xanh này. Rất là đẹp nha cả nhà. Màu xanh cực kỳ là đẹp này. Đấy. Họng này thì là họng đúc nhá. Đây, họng đúc này. Họng đúc này thì siêu bền nhá. Lữ thì cực kỳ là đẹp nhá. Đấy, tim cảm biến thì luôn luôn chạm đít nồi này. Đấy, có bếp chấn dầu ở phía trên nhá. Đấy, chúng ta nấu nướng không lo bị dầu thì bắn vào các cái ổ dây điện hoặc bên trong họng đấy nhá. Đấy, bên em đã test sạch sẽ ok, cô chú anh chị về chỉ việc cắm dây ga là sử dụng thôi. Đấy, kiềng thì làm bằng thép chống han chống gỉ này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn này. Đấy, lỗ thông hơi của lò nướng nhá cả nhà. Bên dưới ngoài là bên dưới thì bên em đã bao bọc lưới chống chuột rồi, cực kỳ là an tâm nhá. Đây, khai đựng pin này, bếp Nhật thì luôn luôn đánh lửa bằng một đôi pin đại nhé. Nên khi cô chú anh chị mua bếp thì bên em sẽ tặng cô chú anh chị một cặp pin để test thử ha, thời gian ban đầu nhé. Đấy, còn đây là nhiệt độ chiên xào rán này. Đấy, chế độ nấu nước tự động nhé, nấu nước tự động. Đây, nấu nước tự động này, sôi tự động tắt này, sôi lăn tăn 3 phút tắt này, sôi lăn tăn 10 phút tắt này. Đấy, chế độ tự động nấu cơm này, tự động nấu cháo này. Đây, lò nướng nha cả nhà. Đây, lò nướng của chiếc bếp này thì một tầng lửa nhá. Đây, gồm một khai và một vỉ inox nhá. Đây, bên trong cũng rất là sạch sẽ này. Đây, bên tay bên bếp bên trái em. Đây, còn bếp bên phải em thì có phím 3S nhá. Đây, duy trì ngọn lửa khi mà chúng ta cần ngọn lửa to và không bị ngắt. Nhá, thì chúng ta sẽ sử dụng phím này. Còn nếu mà nấu nướng thông thường thì chúng ta không sử dụng phím 3S này nhé cả nhà. Biểu tượng con cá thì luôn luôn là phím nhấn của lò nướng nhá. Đây, một chiếc bếp khá là đẹp này. Cực kỳ là đẹp luôn nha. Thành bách cực là đẹp. Trong video ngày hôm nay thì em Phúc sẽ không đi test bếp cũng như là test lửa nhé. Em Phúc chỉ đi giới thiệu sơ qua về bếp thôi. Cô chú anh chị nào ưng chiếc nào thì em sẽ test bếp, quay video thật kỹ cho cô chú anh chị xem nhé. Và chiếc bếp Osakaga họng đúc bề mặt kính này, full chức năng, bên em đang bán với giá là 3 triệu nhé cả nhà. 3 triệu đã bao gồm phí ship tận nhà nhé. Và em sẽ sang chiếc thứ hai là một chiếc Rinnai full chức năng nhé. Rinnai full chức năng bề mặt kính. Đây, màu sẫm này, màu xanh sẫm này, cực kỳ là đẹp nhé. Chiếc này thì độ mới phải lên đến 95-96% nhé. Không móp méo, không chảy xước luôn nhé cả nhà. Cực kỳ là đẹp. Đấy, bếp chiếc này thì em đã từng test rồi nhá, cực kỳ là lửa rất là đẹp nhá, em đã test cho khách rồi, lửa rất là đẹp và bo chi lửa rất là đều. Nếu cô chú anh chị nào ưng thì em sẽ test lửa cho cô chú anh chị xem nhá. Khay đựng pin này. Đấy, phím 3S để duy trì ngọn lửa nhá. Đấy, bên này là lò nướng này, lò nướng hai tầng lửa này, rất là đẹp này. Bên kho nhà em thì hơi bụi, khi nào mà cô chú anh chị mua thì bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ nhá. Đấy, đấy, rất là sạch sẽ nhá. Đây, bên này thì có nhiệt độ chiên xào rán này. Đây, chế độ nấu nước tự động này, nấu cơm tự động, nấu nước tự động, nấu cháo tự động nhá. Đồng hồ hẹn giờ của bếp bên phải này, đồng hồ hẹn giờ của bếp bên trái này. Này là đồng hồ hẹn giờ của lò nướng nhá. Có thể là tối đa là 15 phút và tối thiểu là 1 phút này. Lò nướng thì hai tầng lửa nha cả nhà. Đấy. Chiếc này thì em đã từng test lửa cho khách, cực kỳ là đẹp, cả lửa lò nướng lẫn lửa hai bếp nhé. Và các tính năng cũng như các chức năng thì hoạt động cực kỳ là tốt luôn. Cô chú anh chị nào mà đang muốn sử dụng dòng này thì cứ liên hệ với em nhé. Đấy, chiếc này thì bên em đang bán với giá là Rinnai full chức năng, bên em đang bán với giá là 4 triệu nhé cả nhà. 4 triệu đã bao gồm phí ship tận nhà rồi nhé cả nhà. Và chiếc tiếp theo em đem đến cho cô chú anh chị là một chiếc Rinnai phím vặn đi, dòng đơn giản đi cho cô chú anh chị nào mà đang muốn tìm sử dụng dòng đơn giản gồm hai bếp nấu và một bếp nướng phím vặn thì các cô chú anh chị lấy con này nhá. Con này khá là đẹp này, bề mặt là bề mặt men này, màu sữa này, bề mặt men màu sữa khá là đẹp nhá. Đây, bo chi lửa thì làm bằng nhôm hợp kim này. Đấy, tim cảm biến thì luôn luôn chạm đít nồi này. Đây,
bên trong thì cực kỳ là sạch sẽ nhé. Đấy, kiềng thì làm bằng thép chống hăn chống gỉ này. Đây lỗ thông hơi của lò nướng nhé. Bên dưới thì bên em đã bao bọc lưới chống chuột rồi, cô chú anh chị về sử dụng không sợ chuột chui vào căn đứt đổ đấy ạ. Đây ạ, mua chỉ lửa rất